Ok, chào mừng các bạn đã đến với tập tiếp theo của Call of Duty Modern Warfare nha. Mình đang Nathan, trong... is that you? Oh. Yes, let me see you. Welcome Mình đang trong back. vai con nhỏ chị, phải không? Thằng Hadi ở phía bên kia kìa. Ủa sao bị bắt ta? Let me see you, sister. How long have you been in solitary? 10 days. You look sick. No food or water. Sister, Mình đang ở it's đâu thế nhỉ? okay. I can Ở take Nga các bạn. it. Why have they put us together like this? Toàn là Are chữ they using Nga không you kìa. to get to me? They would have to kill me first. No, Hadir. I need you alive. Chúng ta phải làm gì đây các bạn? Oh my god, bị nhốt rồi. I stole a key. Nó có The chìa what? khóa kìa. We will find out. Here, take Hey. it. Catch. Nó thấy chìa khóa qua cho mình. Got it. Good. Hide it. General Barkov is Rồi, nó coming. kêu mình giấu chìa He khóa knows đi. about the messages. Does he know that you are Kareem? We'll see. Chúng ta làm gì đây? Oh, look. Family reunion. Nice. Go fuck. Đồ, giật điện luôn. You tell me the truth. Видите его на склад. Make him talk. This one's all mine. Very. Ui. Ui, bình tĩnh ơi. Nó cầm cái đầu chích điện kìa các bạn. I hope you had a nice visit with your brother. Might never see him again. Nói là mình có thể không bao giờ gặp cái thằng đó lại nữa. Tụi nó tính giết thằng Hadi hay gì á các bạn. Giờ mình sẽ đi vô trong góc. Muốn gì đây? Muốn hấp rim chị hay sao? Do not face me, Farah. Nó kêu mình không được nhìn vào mặt nó. Nó kêu mình xây mặt vô tường. Oh my god. Any plans you have to escape, you will soon forget. Face me now. Sao? It's harder than hell in this shithole country. You must be so thirsty. Want some? None left. Nó đang chọc tức mình đó các bạn. Let's get you some water. Nó biết mình đang rất là khát. Very. What? Nó kêu mình đi theo nó. Ông đó. In there. Bước vô phòng. Ui, gì vậy? Ghê vậy? Nó kêu mình ngồi cái ghế. Rồi, cái này là cái phòng tra tấn nè. Trời ơi, nhìn ghê quá. There will be no escape, Farah. No one is coming to your rescue. I'm in control here. And I can make your life much, much easier. Now, tell me about Commander Kareem and the failed message. Commander Kareem. Kareem chết rồi. Answer me. Kareem is dead. Stop protecting him. Protect yourself. I've been patient with you, but no more. Stay awake, and you might see your brother one last time. He's gonna give you a drink. Kareem là mình mà, không? Cái nhân vật mình đang chơi là Kareem mà, con gái mà. Breathe, okay, father. đang you thở can do rồi. It. Ấy. I thought you wanted to see your brother. Toughen up. Again. Nín thở, nín thở. There you go. Get some air, Father. Don't pass out. Oh
I'm disappointed, Father. Once again, who is Karim? Ông biết, ông đâu muốn biết Karim là ai? Karim chết rồi. I told you, Karim is dead. Lying for him again. Cost you. Давайте. Hình như Karim là mình đó các bạn. I found one of your sisters. Oh shit. It's okay, Hazade. Quiet. Her life is in your hands now, Farah. Stay awake. She lives. Best out. She dies. You shot us. I'll make it tougher. Not that way, Farah. You can't hold your breath forever. Mình phải làm gì đây các bạn? Mình không biết nữa. Trả lời như thế nào đây? Let me make this perfectly clear. Trả lời hiện đại đi nha. Mình không biết đâu. I gave you a chance to save a life. Now let me show you how to take one. Don't, she's harmless. No. Bridget, see what you made me do. Nó không cho mình trả lời. Ây da. Ui, món gì thế? You must be hungry, Farah. Huh? Eat. Then we'll talk. Cái tô gì mà toàn là mấy con dòi gì đó không vậy? You think this is a game? Huh? You think you can beat me? Enough, Billings! Your brother took a key from me. Where is it? Did you ông nói là key? Thằng kia đã lấy cái chìa khóa. Nó hỏi nhau này cái chìa khóa đâu? But does the key open? You think you're so smart, Karim? Yes, I know. I've known all along. Now, where is the key your brother stole from me? Go on. Chìa khóa nào? What key? The one you're hiding. This country is a breeding ground for terrorists. Chúng ta phải làm gì đây? I am here to bring law and order to this land, and no terrorist thief will harm my country. I will protect Russia. Tao sẽ bảo vệ nước Nga. Quiet. Rồi rồi, có chiến rồi. Chúng ta đang bị tấn công. You didn't save your people, Farah Karim. You killed them. Ông đã biết mình là Karim rồi. Mở cổng. Mình có chìa khóa mà. Đây. Không mở được. I need a tool. Nice little shift. Cái muỗng này cũng làm được nữa. We must go now. Yes. Bó tay. Giờ mình sẽ chui chui như một con chuột. Đấy. Mình sẽ giết một cái thằng lính canh nào đó, rồi mình lấy súng mình bắn tụi nó. Rocks. Ok, giữ nút quy để ném đá. Ném đâu đây? Ném ngoài hả? À, trời ơi, chọi vô cái nút. Yes, it worked. Yeah. Vậy mà cũng không biết nữa. Giờ thì chúng ta sẽ tìm đường. Ở đây có gì cho mình lấy nào? I can use this to climb. Mình nghe tiếng. Dạ. Yeah. I can't get out this way. Yeah, it doesn't fit. I have to get in there. Mấy cái ghế này để mình bắt đi đâu nè, mình chui lên đâu nè. Mà giờ mình sẽ kiếm cái đường để mình chui đi lên, lên trên. Ở đây. Oh yeah.
chui vô cái kho. Ở trong đây có gì cho mình lấy nào? Không có gì hết, chỉ có cái hầm thôi. Đó, bây giờ mình bắt đầu mình bò. Это ещё что? Какое-то движение. Крейси, это место просто помойка. Thằng lính đó nãy nó nói là có gì đang đang di chuyển, nó nghe tiếng mình bỏ các bạn. Và thằng nọ nó lại nói là cái đó chỉ là mấy con chuột thôi. Ê ê. Mới thấy cái bước chân thằng nào bước đi mà. Я пытаюсь. Пытайся лучше. Ôi ghê quá. Quá chuyên nghiệp. Rồi lấy được súng rồi đó. Giờ hết sợ bố con thằng nào rồi. Giờ mình bò đi thôi. Mình có thể căng tụi nó được rồi đó. Lén lén đi. Hello các đồng chí. Headshot luôn nha. I'm coming, sisters. Ok, em đi lên trên. Vara, over here, sisters. Chưa bộ mình chưa? I knew she would. The guards left. What's happening? Sao toàn nữ không vậy? Are under attack. We have to go. Không có hot boy nào hết trơn. Thank you, sir. Bị cạo đầu hết rồi. Come. The guns are here. Đây, cái tổ súng. Thanks, Adia. Yeah. Oh. AK nha mọi người. Yes. Let's kill him. AK-47 nha. Wow. Trụ đạn nữa nè. How? Point and shoot until they fall, like we said. Có đạn không ta? To the south, I see them. Mình muốn lấy thêm đạn. Không có đạn. Well done. Barkov locked the others in the warehouse. Let's get there before they open. Okay. Lấy cái này. Red dot luôn. Sau lưng, sau lưng. Bắn lén chị hả? Trời đất. Cái này nó có đồ ngắm khác nè. Ồ. Lũ đạn. Trời ơi bồ tôi. Nãy phải mình lụm cái lũ đạn đó mình chọi ngược lại về tụi nó là được rồi. From a spineless dog. Let's free the others from the warehouse before it's too late. On these sisters. Look, bắn tỉa các bạn.
ghê quá mọi người ơi. Ném lũ đạn thôi. Cái thằng sniper nó trốn ở đâu kìa. Có một thằng bắn tỉa núp đâu đây. Đó, cái tia laser nè các bạn, nó đang ngắm mình đó. Bắn tỉa trên lầu các bạn. Ây da, tay bắn tỉa trên lầu. Ôi ôi ôi. Ê, mày bắn tỉa con. Lũ đạn đúng. À, đào thế. Ấy da, trời ơi. Mình lo dòm cái thằng bắn tỉa không, mình không lo nhìn tụi kia. Rồi, mình vô được cái nhà này rồi. Đó, bắn tỉa đây. Thằng bắn tỉa nãy giờ bắn mình đó. Chết chứ con. Âu, gì? Oh shit, cái gì thế? À. I'm Karim. We got your message. Đội đặc nhiệm Mỹ ở đâu xuất hiện nữa kìa. Đúng là cái game này lúc nào nó cũng dìm hàng mấy anh Nga hết. Well, let's go, boys. Hà đi kìa. And the prisoners. We're gonna breach. Stay back. Ha ha. Đúng. Bị kẹt rồi. Giờ phải chui vô giải cứu thằng quỷ kia. Đây. Khóa rồi. Rồi. Yeah. Đây là cái phòng hơi nhạt. You did it. Catch your breath. Collect survivors and supplies. We're leaving. Rồi, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ một cách rất là thảm họa. Nói chung là nhiệm vụ này chủ yếu là chạy trốn thôi, chứ bắn nhau cũng không có dữ lắm hay các bạn. He's gonna make you pay for this. We will make them pay. We'll be ready. My men have cleared the road to the north. You can camp there. It's safe. Thank you. The revolution begins now, sister. The war begins now, brother. Even war is a high ground. Stay on it. Rồi, hẹn các bạn vào cái tập tiếp theo nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Wheels up.